Linh, cô gái trẻ như đóa hoa 10 giờ, lúc nào cũng tươi tàn rạng rỡ. Cô vừa mới dọn về một căn nhà cũ ở một vùng quê yên ắng. Ngôi nhà tuy xưa nhưng đẹp, đẹp kiểu cổ kính, nhưng lại có cái gì đó u ám, lạnh lẽo. Linh cảm thấy là lạ lắm, như có ai đó đang ở đây với mình, ẩn nấp đâu đó trong nhà. Một đêm mưa gió bạo bùng, Linh đang ngủ thì giật mình thức giấc. Gió rít ngoài cửa sổ nghe ghê lắm, cây cối thì cứ đung đưa như muốn gãy. Bỗng nhiên, Linh nghe thấy tiếng ai nói thầm, nhỏ xíu à, như là từ đâu xa lầm vọng về. Sợ quá, Linh bật dậy, tim đập thình thịch. Cô nhìn quanh căn phòng tối om, chẳng thấy ai. Linh cố gắng bình tĩnh, tự nhủ, chắc chỉ là tiếng gió thôi. Nhưng mà trong lòng Linh cứ thấy bất an, như có gì đó không đúng, một linh cảm chẳng lành. Mấy đêm sau đó, tiếng nói thầm đó lại xuất hiện. Lúc đầu thì nhỏ xíu à, như tiếng gió luồn qua khe cửa, nhưng càng ngày tiếng nói càng to, càng rõ. Linh nghe như tiếng một người phụ nữ đang khóc, đang van xin điều gì đó. Linh quyết định phải tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra. Cô lục tung cả căn nhà, tìm kiếm bất cứ dấu vết gì về người phụ nữ bí ẩn đó. Cuối cùng, trên căn gác mái đầy bụi, Linh tìm thấy một cái hộp gỗ cũ. Cái hộp được chạm khắc đẹp lắm, nhưng mà đã bạc màu theo thời gian. Khi Linh chạm vào nó, cô cảm thấy ổn lạnh sống lưng. Linh run run mở chiếc hộp ra. Bên trong là vài món đồ của phụ nữ, một chiếc lược bằng ngà, một tấm ảnh cũ và một cuốn nhật ký bọc da. Linh nhẹ nhàng nhắc cuốn nhật ký lên. Giấy đã ở vàng, chữ viết tay nàn nót nhưng mờ nhạt lắm rồi. Cô bắt đầu đọc. Cuốn nhật ký kể về chuyện của một người phụ nữ tên Hương, sống cách đây gần 100 năm. Hương yêu một chàng trai tha thiết, nhưng tình yêu của họ bị gia đình ngăn cấm. Trong nhật ký, Hương viết về nỗi đau khổ, tuyệt vọng khi phải chia tay người yêu. Cô cũng kể về một bí mật đồng trời mà cô vô tình biết được, một bí mật liên quan đến gia đình của chàng trai. Hương sợ hãi, cô tin rằng mình đang gặp nguy hiểm. Bỗng nhiên, cuốn nhật ký kết thúc. Chẳng có lời giải thích nào cho sự biến mất của Hương. Linh rùng mình. Cô nhận ra người phụ nữ trong ảnh chính là người mà cô đã thấy trong mơ, người phụ nữ với giọng nói ám ảnh đó. Linh quyết tâm phải liên lạc với Hương. Cô tìm đến một bà đồng, người ta đồn là có thể nói chuyện với người âm. Bà đồng đồng ý giúp Linh, nhưng mà bà cảnh báo là việc này rất nguy hiểm. Trong căn phòng tối om, chỉ có ánh nến leo lét, bà đồng bắt đầu làm lễ. Hương hiện ra, mờ ảo như làn khói. Cô ấy đau khổ, bồn chồn và không thể siêu thoát. Hương kể cho Linh nghe về cái chết oan uổng của mình. Cô bị chính người mình tin tưởng nhất sát hại, người đã giấu kín bí mật đồng trời mà cô phát hiện ra. Hương không thể siêu thoát khi chưa tìm được công lý, khi bí mật vẫn còn bị chôn vùi. Linh hứa với Hương là sẽ giúp cô tìm ra sự thật. Cô quay về căn nhà cũ, lần mò theo những gì Hương viết trong nhật ký. Linh chú ý đến chi tiết về chiếc hộp âm nhạc mà Hương luôn mang theo bên mình. Linh tìm thấy chiếc hộp trong một góc khuất trên gác mái. Nó bị giấu kỹ dưới lớp bụi bặm và mảng nhẹ. Linh mở chiếc hộp ra. Bên trong, ngoài chiếc hộp nhạc xinh xinh, còn có một ngăn bí mật. Linh cẩn thận mở ngăn bí mật ra và thấy một mảnh giấy nhỏ được giấu kỹ bên trong. Trên mảnh giấy, Hương ghi lại những dòng chữ ngoách ngoạc, đầy sợ hãi về những gì cô đã phát hiện ra. Đó là một âm mưu đen tối liên quan đến chuyện tranh giành tài sản. Hương đã vô tình biết được bí mật này và nó đã khiến cô phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Linh màng những thông tin này đến báo công an. Ban đầu, họ không tin lời cô. Nhưng bằng chứng mà Linh đưa ra quá thuyết phục. Công an quyết định điều tra lại cái chết của Hương sau gần 100 năm chìm trong quên lãng. Cuộc điều tra dẫn đến những phát hiện bất ngờ. Bí mật đồng trời mà Hương nắm giữ dần được hé lộ, phơi bày sự thật kinh hoàng về lòng tham và sự tàn nhẫn của con người. Kẻ sát hại Hương cuối cùng cũng bị trừng trị trước pháp luật. Linh trở lại căn nhà cũ. Cô cảm nhận được Hương ở đây không còn là nỗi đau khổ, tuyệt vọng, mà là sự thanh thản, nhẹ nhõm. Hương mỉm cười với Linh, lời cảm ơn thầm lặng cho sự dũng cảm và lòng tốt của cô gái trẻ. Linh biết rằng Hương đã có thể yên nghỉ. Câu chuyện của Hương đã dạy cho Linh về sức mạnh của tình yêu, lòng nhân ái và sự thật. Dù cho bóng tối có bao trùm, thì ánh sáng của sự thật và lòng tốt vẫn luôn có thể soi sáng. Linh tiếp tục sống trong căn nhà cũ, nhưng nó không còn u ám, lạnh lẽo nữa. Nó đã trở thành ngôi nhà của cô, nơi lưu giữ những kỷ niệm về Hương, về một linh hồn đã tìm thấy bình yên sau bao năm tháng lạc lối. Linh biết rằng, ở đâu đó, Hương vẫn luôn dõi theo cô, mỉm cười và cầu chúc cho cô hạnh phúc.